Bảo Khánh xin chào các anh. Hôm nay thì Bảo Khánh hân hạnh giới thiệu tới các anh bộ tích vẽ Trúc Lâm Thất Hiền của nhà em. Sản phẩm này của nhà em thì là được nghệ nhân Bát Tràng vẽ tay 100%. Chất men rất là sáng. Khi pha trà vào thì sẽ giữ được mùi vị của trà rất là lâu. Đây ạ. Và đáy của chén, đáy của tích thì đều có chữ Bát Tràng ạ. Các anh mà ưng thì hãy để lại số điện thoại hoặc nhắn tin ngay cho Bảo Khánh để bên em hỗ trợ các anh trong thời gian sớm nhất nhé.